chào mừng các bạn trở lại với bản tin dự báo giá vàng và Bitcoin của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Các chuyên gia trong ngành đều thận trọng với giá vàng trong tuần này, dù dự đoán Bitcoin sẽ tăng mạnh. Cuộc khảo sát của Kiko News cho thấy các chuyên gia vẫn lạc quan, nhưng cũng lo ngại về biến động giá vàng. 13 nhà phân tích đã tham gia khảo sát, với 62% kỳ vọng giá vàng tăng, 23% tin rằng giá sẽ giảm và 15% dự đoán giá đi ngang. Vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục vào phiên giao dịch ngày 13 tháng 9. Mark Chandler của Banokun Global Forex nhận thấy tiềm năng tăng giá nhưng cho rằng vàng đang hơi quá đà. Việc Mỹ hạ lãi suất và USD giảm tạo điều kiện cho vàng tăng giá. Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm 25 hoặc 50 điểm cơ bản trong thời gian tới. Mark Leibovitz của VR Metal Resolvetter dự đoán giá vàng sẽ tăng trong ngắn hạn nhưng có thể đạt đỉnh vào thời điểm cuộc họp của Fed. Darren Newsom của Blackjack.com đồng ý rằng giá vàng sẽ tăng do dòng tiền đầu tư vẫn tiếp tục chảy vào kim loại quý này. Adam Buchten của ForexLife.com cũng cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Việc Fed chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có thể dẫn đến một số đợt bán tháo nhưng sẽ có người mua ngay khi giá giảm. Daniel Paviloni của Aerial Future nhận định giá vàng đang tăng quá đà trong ngắn hạn và có thể bắt đầu đi ngang. Ông dự đoán sẽ có một số hoạt động chốt lời trước quyết định về lãi suất của Fed. Paviloni cho rằng cắt giảm 25 điểm cơ bản là kịch bản hoàn hảo, nhưng nếu Fed cắt giảm nửa điểm, có thể gây lo ngại về giảm phát. Ông cũng nhấn mạnh rằng giá vàng giao dịch ở mức 2.600 đô la Mỹ là khá cao. Giá Bitcoin đã phục hồi ấn tượng, trở lại mức 60.000 đô la Mỹ nhờ vào việc mua vào từ các nhà đầu tư lớn. Số lượng ví của các nhà đầu tư lớn đã tăng cao nhất trong 17 tháng qua. Khi Giang Du dự đoán các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục đẩy giá Bitcoin lên cao trong các tháng tới. Các nhà phân tích từ Kaiko cũng giảm bớt lo ngại về rủi ro thanh khoản từ việc bán Bitcoin của MT gốc. Kỳ vọng về giá Bitcoin vẫn cao sau khi dòng tiền đổ vào quỹ ETP tăng đột biến. CEO của CryptoQuant cho rằng hầu hết các nhà đầu tư ETP hiện đang thua lỗ, nhưng sự tích lũy từ các tổ chức đầu tư có thể đẩy giá lên. Mickey Bung nâng mục tiêu giá Bitcoin lên 112.000 đô la Mỹ, dự đoán rằng Bitcoin sẽ hình thành một đợt tăng giá parabol. Ông dự đoán Bitcoin sẽ đạt đỉnh chu kỳ trong những tháng tới. Sự gia tăng dòng vốn ETP có thể làm chất xúc tác cho việc đầu tư và áp dụng Bitcoin. Biến động giá gần đây của Bitcoin đã hình thành một mô hình biểu đồ hấp dẫn, báo hiệu sự tăng giá. Mô hình vai đầu vai đảo ngược cho thấy mục tiêu giá tiềm năng của Bitcoin là khoảng 65.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Bitcoin phải vượt qua vùng hợp nhất hiện tại. Việc vượt qua mức 65.000 đô la Mỹ với khối lượng giao dịch lớn có thể tạo ra đợt tăng giá đáng kể, hướng đến mốc 112.000 đô la Mỹ. Titan of Crypto dự đoán Bitcoin có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ và thiết lập đợt tăng giá vượt ngưỡng 90.000 đô la Mỹ. Theo ông, khi giá kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 50 tuần, nó đã bật tăng ít nhất 40%. Nếu Bitcoin tăng 71% từ mức hiện tại, nó có thể đạt 92.000 đô la Mỹ. Đó là tất cả dự báo cho tuần này. Chúc quý vị một tuần đầu tư hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.